báo quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử Xin kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 29 tháng 11 năm 2024 của báo quân đội nhân dân tôi là Minh Anh và tôi là Cao Nguyên, bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và Youtube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tổng cục Kỹ thuật gắn biển công trình chào mừng 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ nhận bàn giao xe tăng an tay cuối năm sau. Sáng 29 tháng 11 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, khu vực phía Bắc. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong 80 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn bám sát mọi hoạt động bộ đội, thực hiện tốt tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị, khẳng định vị trí vai trò của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị, cán bộ chiến sĩ, nhân viên Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ đã đóng góp cống hiến xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời mong muốn các đồng chí mãi mãi là những tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ chiến sĩ, nhân viên cơ quan Tổng cục Chính trị và toàn quân học tập nói theo. Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2025, cho ý kiến về nội dung giao ban Tổng cục Chính trị tháng 11 năm 2024 và một số nội dung liên quan. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cục tổ chức và các cơ quan chức năng tiếp tục tích cực nghiên cứu tham mưu, đề xuất tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan đơn vị để hoàn thành dự thảo bảo đảm chất lượng đúng tiến độ đề ra. Về các nội dung giao ban Tổng cục Chính trị tháng 11 năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan ra soát thật kỹ các nhiệm vụ của năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025 và việc chuẩn bị tổng kết công tác đảng công tác chính trị năm 2024, các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáng nay, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân do Tổng cục Kỹ thuật tổ chức. Công trình xây dựng, nâng cấp kho K894 của quân khí, gồm các hạng mục, xây mới 45 nhà kho và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chống xét cảm ứng, cột chống xét, bể nước, bể cát cứu hỏa, các dụng cụ chữa cháy, sân đường bộ, ụ phòng nổ, có tổng mức đầu tư 312 tỷ đồng. Công trình góp phần bảo đảm điều kiện cất chứa và từng bước chính quy hóa công tác dự trữ, bảo quản cấp phát, bảo dưỡng sửa chữa tại chỗ các loại đạn dược, tăng trữ lượng cất chứa phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cho các đơn vị hướng tuyến được giao nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ tại kho, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chiều 29 tháng 11, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024, đã dự và chỉ đạo các lực lượng hợp luyện chuẩn bị cho tổng duyệt chương trình khai mạc triển lãm. Theo kế hoạch, chương trình tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày mai 30 tháng 11 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ đến dự và chỉ đạo. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan đơn vị, thành phần ban tổ chức tiếp tục ra soát mọi mặt, bảo đảm chương trình tổng duyệt diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bế mạc hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi lần thứ 9. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Thuyền trưởng chính trị viên tàu phải xác định rõ vinh dự trách nhiệm, vai trò là người chủ trì, trực tiếp lãnh đạo chỉ huy, điều hành mọi hoạt động của tàu. Đồng chí Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh, Thì là một cái hình thức rất là quan trọng của cái công tác, nó cũng là một hình thức quan trọng của công tác huấn luyện, các cảm chí thì đặc biệt là huấn luyện cán bộ. Công chí về công chí thấy tàu của mình nó chưa được cái gì, thì các đồng chí về xây dựng tàu chính quy mẫu mực, đúng không? Còn thiếu cái này thiếu kia trong cái khả năng của mình, công chí về công chí tổ chức cho chứ không phải chỉ có cái kiến thức ở đây thuyền trưởng chính trị viên tàu là là dương là cột là nhân cốt của tàu thì rất là mong là công chí về công chí cũng có cái sức lan tỏa cái tinh thần quyết tâm và cái nỗ lực của mình làm chủ vũ khí trang bị làm chủ những cái kiến thức Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tin tưởng rằng các đồng chí thuyền trưởng chính trị viên tàu tham dự hội thi lần này tương lai trở thành những cán bộ ưu tú, góp phần xây dựng quân chủng hải quân tiến lên hiện đại làm lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 8 ngày từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, Trung đoàn 764 và các đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công diễn tập chiến thuật phòng tổng hợp cấp tiểu đoàn có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và đạn thật. Cuộc diễn tập gồm các nội dung chuyển đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, làm công tác tổ chức chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trong đó, Trung đoàn 764 đã lãnh đạo chỉ đạo tiểu đoàn bộ binh 41 và các đại đội trực thuộc thực hiện các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức hành quân, trú quân chiến đấu, thực hành vượt sông, thực hành chiến đấu với các đề mục, đại đội bộ binh vận động tập kích đánh địch. Điểm nổi bật của đợt diễn tập vòng tổng hợp năm nay là có hành quân ra ngoại dài ngày, điều kiện thời tiết không thuận lợi, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên hạ đạt mệnh lệnh hành quân, trú quân trên nhiều địa bàn khác nhau, tổ chức luyện tập các tình huống sát với tình hình thực tế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới. Theo trang Defense Post, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yasa Guler vừa xác nhận rằng lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tiếp nhận những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực an Tây đầu tiên vào cuối năm 2025 an tây là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được thiết kế và sản xuất nội địa hóa hoàn toàn hiện tại những chiếc an tây đang trải qua các bài kiểm tra nâng cao về khả năng hoạt động để nghiệm thu trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt Xe được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí tự động với độ ổn định cao do tập đoàn Aselsan, nhà sản xuất thiết bị điện tử quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Xe tăng An Tây có trọng lượng 65 tấn và kiếp lái chỉ gồm 4 người. Với kế hoạch biên chế xe tăng An Tây cho quân đội, Thổ Nhĩ Kỳ đang củng cố vị thế của mình trong số các quốc gia có khả năng phát triển và sản xuất các trang bị, vũ khí, khí tài quân sự tiên tiến, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Theo tờ La Nacion, tổng thống Argentina Javier Milei vừa đạt được thỏa thuận với tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mua 3 tàu ngầm lớp Scorpene cùng với 4 tàu tuần tra xa bờ từ tập đoàn Naval Group để trang bị cho lực lượng hải quân với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng này nhằm khôi phục năng lực tàu ngầm của Argentina vốn bị suy giảm nghiêm trọng sau thảm kịch tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích năm 2017. Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Luis Petri, cho biết thỏa thuận này là bước đầu tiên của quá trình đàm phán kéo dài, với thời gian dự kiến hợp đồng được hoàn tất sớm nhất vào giữa năm sau. Thời gian bàn giao tàu ngầm được tính toán là khoảng sau 5 năm kể từ khi ký kết hợp đồng, và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện ngay khi bắt đầu bàn giao. Tàu ngầm lớp Scorpene có thiết kế dạng mô đun, cho phép tùy trình theo yêu cầu của từng lực lượng hải quân. Chúng được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 553 ly, có khả năng mang theo 18 ngư lôi hạng nặng. Tên lửa chống hạm như SM-39, x hoặc 30 thủy lôi, tàu có thể lặn sâu hơn 350 m và đạt tốc độ di chuyển dưới nước khoảng 37 km h Thời gian hoạt động liên tục từ 40 đến 50 ngày, tùy thuộc vào phiên bản. Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.